Huấn luyện viên Park Hang-seo tiết lộ bất ngờ về tương lai, mở cửa ở lại Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc và VFF thông báo sẽ dừng lại lương duyên đẹp 5 năm cùng bóng đá Việt Nam khi đôi bên hết hợp đồng vào tháng 1 năm 2023. AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay sẽ là giải đấu cuối cùng thầy Park đồng hành cùng tuyển Việt Nam. Có rất nhiều quan tâm đến kế hoạch tiếp theo của thầy Park. Liệu ông sẽ về quê nhà Hàn Quốc hay tiếp tục tại Việt Nam, nơi ông có rất nhiều gắn bó? Những điều này đã được vị thuyền trưởng tuyển Việt Nam chia sẻ trong chương trình New Show của đài CBS phát sóng hôm 26 tháng 10. Ông nói: "Về quyết định chia tay tuyển Việt Nam, sau khi tham khảo ý kiến của gia đình, tôi quyết định rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để dừng lại." Khi được hỏi: "Vì sao ông lại nghĩ như vậy?" Thầy Park cho hay: "Có nhiều lý do, nhưng tôi nghĩ thời điểm này là tốt nhất để tạm dừng và nhìn lại, bởi vì đội đã gặt hái được những thành công và được kỳ vọng rất nhiều. Các cầu thủ cũng gắn bó với tôi lâu rồi." Do vậy, tôi nghĩ cần có sự thay đổi mới mẻ tạo động lực. Theo thầy Park, việc đi cùng bóng đá Việt Nam trong thời gian 5 năm là đi vượt ngoài suy nghĩ của ông, bởi trước đó ông dự định bản thân có thể chỉ trụ lại được ở đây một năm. Khi mới nhận được công việc, tôi không biết nhiều về bóng đá Việt Nam. Có người nói rằng nơi đây là mùa chôn các huấn luyện viên, đặc biệt là các nhà cầm quân nước ngoài, vì người lâu nhất cũng không trụ được quá 2 năm. Ban đầu, tôi nghĩ chỉ gắn bó về bóng đá Việt Nam một năm, nhưng kết quả đã được 5 năm rồi. Một điều đáng chú ý là có không ít suy đoán Hẳn huấn luyện viên Park Hang-seo đã sắp xếp cho kế hoạch tương lai. Tuy nhiên, ông khẳng định chưa rõ mình sẽ làm gì và ở đâu. Dù vậy, có điều được ông khẳng định chắc chắn sẽ không trở về quê nhà Hàn Quốc làm huấn luyện viên, cũng chẳng dẫn dắt một đội bóng ở V-League. Tuy nhiên, ông mở cửa ở lại Việt Nam trên một cương vị mới, làm bóng đá trẻ. Tôi không chuẩn bị gì cho tương lai cả, vì tôi chỉ biết bóng đá nên tôi chắc chắn sẽ tiếp tục làm công việc liên quan đến nó. Tôi chắc chắn mình sẽ làm được nhưng tôi chưa nghĩ ra chính xác phải làm gì, làm như thế nào và làm ở đâu. Tôi không nghĩ mình có nhiều việc để làm ở Hàn Quốc. Ở đó có rất nhiều hậu bối tuyệt vời đang làm việc đầy nỗ lực và làm tốt. Tôi hoàn toàn không có ý định trở về quê nhà. Hiện tại tôi có giải đấu quan trọng AFF Cup 2022 với tuyển Việt Nam vào tháng 12, vì vậy tôi muốn tập trung tối đa vào đó. Sau khi giải đấu kết thúc, nếu có việc tôi sẽ ở lại làm, nhưng sẽ không tiếp tục làm huấn luyện viên nữa. Ở Việt Nam, bất cứ khi nào tôi nói chuyện với lãnh đạo chính phủ, họ cũng bảo tôi hãy cố gắng giúp bóng đá trẻ. Nếu có lời đề nghị theo hướng đó, Tôi có thể giúp bóng đá trẻ Việt Nam phát triển hơn một chút. Nam cưới Hồng Ngọc của huấn luyện viên Park Hang-seo và người đàn bà đặc biệt. Chúng tôi may mắn được phỏng vấn bà Choi Sang-a vài lần sau mỗi chiến thắng thành công vang dội của ông Park Hang-seo. Lần gần đây nhất là khi ông Park cùng đội U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 30, còn trước đó là sau khi đội tuyển Việt Nam đăng quang AFF Cup 2018. Lần nào bà cũng bảo mình rất hồi hộp và lo lắng, nhưng cuối cùng thì quá đỗi hạnh phúc bà Choi Sang A chia sẻ khi xem các trận đấu có đội tuyển do ông nhà tôi dẫn dắt từ cấp độ đội tuyển quốc gia Việt Nam đến đội U23, tôi cũng đều cầu nguyện để ông và các học trò giành chiến thắng. ở trận chung kết AFF Cup 2018, tôi có phần sợ hãi đến nỗi tôi không dám ra sân Mỹ Đình xem trực tiếp. con trai tôi khi đó cũng đang có mặt ở Hà Nội và người đại diện Lee Dong Yun. Phải thuyết phục mãi tôi mới ra sân. Tôi vui lắm vì ông nhà tôi đã cùng bóng đá Việt Nam giành chức vô địch giải đấu này. Khi đội Việt Nam tham dự ASIAD 2018, tôi cũng đã theo dõi qua tivi nhưng không dám xem hết 90 phút. Tính tôi hay lo lắng nên tôi luôn bị hồi hộp khi chứng kiến các trận đấu có sự xuất hiện của ông nhà tôi. Người phụ nữ tưởng chừng như rất mong manh yếu đuối này lại chính là người đã quyết định hết sức táo bạo, quyết liệt đối với sự nghiệp của chồng nếu bà cho sang A không thực hiện một hành động mạo hiểm, là nếu vợ tôi không dục dã tôi, có lẽ tôi đã không dấn thân sang Việt Nam. Bà ấy là cầu nối giữa tôi và người đại diện của tôi bây giờ, giúp tôi đi đến suy nghĩ và quyết định sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, tôi hành nghề ở nước ngoài, ông Park kể. Cuối năm 2020, chúng tôi được trò chuyện với ông Park tại phòng làm việc của ông ở trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Khi chúng tôi hỏi về bà Cho Sang-a, ông Park nói với vẻ đầy xúc động: "Năm nay tôi đã cùng vợ chung sống với nhau gần 40 năm. Từ thời còn khoác áo cầu thủ và sau này trở thành huấn luyện viên, tôi không có nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Chúng tôi chỉ có một cậu con trai thôi. Tất cả công việc dạy dỗ con trai là do một mình vợ tôi làm. Chúng ta cũng biết trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta mất sự thăng bằng, những lúc tôi phải đối mặt với khó khăn, tôi và khó khăn là hai chủ thể vợ tôi là chủ thể thứ ba luôn đưa ra cho tôi những lời khuyên để tìm lại sự cân bằng tôi luôn cảm ơn vợ tôi vì mọi điều mà bà ấy làm cho chồng của mình Ngày xưa bà ấy không hiểu nhiều về bóng đá, nhưng không biết có phải đã đi theo tôi gần 40 năm rồi, nên gần đây khi tôi về nhà, bà ấy thỉnh thoảng cũng cho tôi lời khuyên. Này, làm như thế có sai không đấy? Ông làm như thế là có lỗi không đấy? Thỉnh thoảng bà ấy có nhắc như thế. Tất nhiên nội dung như thế nào tôi không thể tiết lộ ở đây được. Tất nhiên là không thường xuyên lắm, thỉnh thoảng thôi. Nhưng nhiều lúc tôi thấy lời nhắc nhở hay khuyên nhủ của bà ấy không sai đâu, cũng có lý đấy. Bây giờ tôi nghĩ lại bà Choi sống với tôi gần 40 năm nên cũng hiểu bóng đá rồi. Cũng vì hiểu bóng đá rồi mà bà Bắc đã có lời khuyên trí tình cho chồng mình. Năm 2016, khi tôi đang tìm hiểu các câu lạc bộ tại Trung Quốc thì vợ tôi hỏi tại sao ông không nghĩ đến các nước Đông Nam Á, cứ thử xem sao. Vợ tôi bảo là có một anh tên là Lee Dong Jun rất dành về khu vực Đông Nam Á, anh hãy thử gọi xem. Vợ tôi đưa điện thoại cho tôi nên chẳng có cách nào khác là tôi phải gọi. Đúng một năm sau đó anh Lee gọi lại cho tôi, bảo bây giờ có lời mời từ Đông Nam Á ông có đi không. Tôi hỏi Đông Nam Á là đội nào. Anh Ly bảo bây giờ tôi chưa cho ông biết được. Bốn ngày sau đó anh ấy gọi lại cho tôi nói. Ông viết cho tôi một giấy ủy quyền. Tôi nói nếu viết giấy ủy quyền thì phải cho tôi biết đi câu lạc bộ nào hay đội nào chứ. Thì anh Ly mới tiết lộ đó là đội tuyển Việt Nam. Thực ra lúc đầu tôi chỉ chờ đợi một câu lạc bộ nào đó thôi. Chứ không nghĩ là đội tuyển quốc gia. Ông Park kể tiếp. Ở thời điểm đó thực sự tôi khá là lo, khi tìm hiểu tôi thấy rằng Việt Nam là đất nước mà các huấn luyện viên ngoại khi đến đây thường chỉ trụ lại được khoảng 8 tháng thôi và tôi không có bất cứ dữ liệu gì về bóng đá Việt Nam cả. Tôi nói với vợ tôi rằng không biết có nên đi hay không. Vợ tôi mới nói rằng, nguyện vọng của anh xưa nay anh muốn đi nước ngoài, bây giờ có tuổi rồi anh cứ coi như đây là bước thử thách cuối cùng, anh cứ đi đi. Vợ tôi đã thuyết phục tôi như vậy và thậm chí là bà ấy còn sợ tôi thay đổi ý kiến nên sáng hôm sau đánh thức tôi dậy và lấy xe chở tôi đi. Trong quá trình đàm phán với VFF, thậm chí là vợ tôi còn ngồi bên cạnh sợ tôi thay đổi ý kiến đột xuất. Người đàn ông được vợ trở đi đàm phán hợp đồng với VFF đã làm thay đổi diện mạo bóng đá Việt Nam suốt hơn 3 năm qua. Trong ngày kỷ niệm đặc biệt đám cưới Hồng Ngọc, bà Park đang ở Hàn Quốc, còn ông Park thì ở UAE cùng đội tuyển Việt Nam sắp bước vào cuộc đấu lớn tại vòng loại World Cup 2022. Người đàn bà chở chồng đi đàm phán hợp đồng cách đây 4 năm lại lo lắng và hồi hộp theo dõi từng bước đi của chồng của người đàn ông tên Park Hang-seo huấn luyện viên park tôi không hối tiếc gì ở việt nam huấn luyện viên park đã về Hàn Quốc cách đây hai tuần trong trạng thái bí mật nên chỉ một vài người thân thuộc biết chuyện. Tôi về Hàn Quốc để bàn bạc với gia đình về việc có nên gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam hay không. Ông cho biết, tôi đã đưa ra quyết định sau khi thảo luận kỹ càng về hành trình cùng bóng đá Việt Nam với những người thân thiết. Ông Park sau đó liên lạc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam và thống nhất chọn ngày 17 tháng 10 để thông báo về việc ra đi khi hợp đồng hiện tại kết thúc vào cuối tháng 1 năm 2023. Quyết định này bất ngờ với nhiều người nhưng nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Park. Ông bắc đến về bóng đá Việt Nam cuối năm 2017 và gặt hái nhiều thành công với tấm huy chương bạc giải U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019, hai lần giành huy chương vàng SEA Games 2019 và 2021, đưa đội tuyển lần đầu vào tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Dưới thời của ông, Việt Nam luôn duy trì vị thế là quốc gia đứng đầu khu vực Đông Nam Á, đồng thời là quốc gia Đông Nam Á giữ vị trí lâu nhất trong top 100 của FIFA. Miêu tả về quyết định chia tay, huấn luyện viên Park dùng cụm từ cuộc chia tay đẹp đẽ và khẳng định đã dồn hết đam mê của bản thân cho Việt Nam. Ông nhấn mạnh, tôi đã sống một cuộc đời bóng đá ở Việt Nam mà không hối tiếc bất cứ điều gì. Nhà cầm quân 65 tuổi sẽ nghỉ ngơi một thời gian trước khi lên kế hoạch cho cuộc sống bóng đá mới. Ông được cho là đang xem xét việc mở một trung tâm đào tạo trẻ tại Việt Nam, nhưng cũng không loại trừ khả năng nhận lời dẫn dắt một đội bóng nào đó ở Hàn Quốc hoặc Đông Nam Á.